Vào tối ngày 18 tháng 8, trong lúc đi qua suối, hai người phụ nữ ở thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã bị lũ cuốn trôi. Và đến sáng nay ngày 19 tháng 8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể. Theo thông tin ban đầu, sau khi ăn cơm rằm tại gia đình người thân, vào khoảng 21 giờ ngày 18 tháng 8, hai người phụ nữ cùng chú ở thôn Tân Sơn, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, đi qua đường tràn suối cách nhà văn hóa thôn Tân Sơn khoảng 50m, hướng đi thôn Thanh Sơn để về nhà. Mưa to cộng với nước lớn nên hai chị em đã gửi xe máy tại một gia đình ở cùng thôn, cách tràn suối là khoảng 30m. Sau đó cả hai cùng lội bộ qua tràn suối, mặc dù nước lũ đang lên rất to. Không thấy người thân về nhà, sáng 19 tháng 8, anh Lý Văn Chiêm, chồng của chị Hoàng Thị Khánh đã trình báo với công an thị trấn Việt Quang. Và đến trưa ngày 19 tháng 8, các lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nạn nhân ở vị trí cầu sắt giáp xã Tân Trịnh và một thi thể ở thôn Mắc Hạ, xã Tân Trịnh, huyện Bắc Quang. Các cơ quan chức năng đã thực hiện các thủ tục theo quy định, bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình, đưa về mai táng theo phong tục địa phương. Thời gian gần đây, thời tiết diễn biến vô cùng thất thường. Mưa nhiều với lượng mưa lớn là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở trên một số khu vực tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ủy ban Nhân dân phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long đang giám sát thi công khắc phục sự cố kè có nguy cơ sạt lở, khiến 18 hộ dân phải di chuyển khẩn cấp. Theo chủ đầu tư tuyến kè cho biết, sau khi thống nhất phương án khắc phục sự cố kè và chính quyền địa phương, đơn vị này đã bốc xúc đất để hạ tải giảm áp lực lên thân kè, đồng thời dùng máy cắt hạ các phần bê tông kè vào phía trong, hạ kè khoảng từ 3 đến 5 mét, đồng thời thuê đơn vị tư vấn thiết kế kè trình thành phố thẩm định. Hiện việc thi công cũng đang bị ảnh hưởng của thời tiết, mưa lớn. Trước đó, tối ngày 30 tháng 7, một số điểm kè có hiện tượng dịch chuyển khi mưa lớn. Ủy ban Nhân dân phường Hùng Thắng đã thông báo yêu cầu 18 hộ dân có nhà dưới chân kè di chuyển ngay ra khỏi vùng nguy hiểm. Thời điểm xây dựng tuyến kè trong năm 2010 và cải tạo nâng cao thêm trong năm 2018-2019. Hồ sơ thiết kế xây dựng chưa được cấp thẩm quyền cấp phép xây dựng, chưa xử lý vi phạm hành chính về xây dựng. Hiện trên đỉnh và thân kè bê tông đã xuất hiện nhiều vết nứt dọc, tạo thành các khe hở. Trong đó, 3 vị trí vết nứt chính rộng khoảng 15-20cm, sâu khoảng 1,5 đến hơn 2m. Phần thân, đỉnh kè tại khu vực phía Tây, Tây Nam có hiện tượng bị đầy trượt ra ngoài về phía khu dân cư khoảng 20cm. Đã bước vào mùa mưa lũ, thế nhưng trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, nhiều công trình ngầm tràn xây dựng đã lâu và xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ. Tại tràn Triềng Nang, xã Giao An, huyện miền núi Lang Chánh, do mưa lớn nhiều ngày, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh và chảy xiết đã làm xói lở thân tràn, nhiều vị trí bị rò rỉ, nước chảy trong thân đập. Trước tình trạng hư hỏng nặng, nguy cơ mất an toàn, Ủy ban Nhân dân xã Giao An đã phải gia cố tạm thời, đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Hai bên là nó phá hết rồi, hai đầu, ở giữa là hai cái cống, nhưng mà hai cái đầu cầu bây giờ là nó phá trong lòng là không quản gì nữa. Bây giờ mà nó mà nguy hiểm thế này, không may lỡ may cái xe to sang đấy, sập thì rất chi là mất an toàn. Còn tại xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước, tràn thôn Hiền được xây dựng cách đây 16 năm. Sau nhiều năm hứng chịu các đợt mưa lũ nên đập tràn hư hỏng nặng. Vào mùa mưa, tràn thường xuyên bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông và cô lập hàng trăm hộ dân trong xã. Tràn này đấy thì xây dựng đã lâu, cách đây mười mấy năm rồi, 15, 16 năm rồi, thì cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Và đặc biệt nhất là cái mùa lũ, nhất là cái mùa tháng học sinh học là bắt đầu là nó tắc khoảng 3 ngày. Đấy, lũ lên là dân không qua được. Huyện Bá Thước có 52 công trình ngầm tràn, trong đó có 11 ngầm tràn hư hỏng, xuống cấp. Đến nay, huyện đã sửa chữa 4 công trình, các công trình còn lại chưa được bố trí kinh phí sửa chữa. Địa phương đã triển khai các giải pháp tạm thời để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Trước mắt thì huyện huy động các cái nguồn lực tự có tại địa phương, đặc biệt đối với các xã huy động bà con và nguồn kinh phí tự có tại xã để sửa chữa các cái hư hỏng tạm thời về mặt tràn, đặc biệt là trong công tác cảnh báo, lập các barrier là liên quan đến các việc đường đầu tràn, để đặc biệt các mùa mưa bão sửa lại các cái cột thủy chí để cảnh báo các cái mực nước cho bà con. Sở Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo ban quản lý dự án bảo trì thực hiện cái rà soát và chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên
là nắm bắt và xử lý các cái tràn có nguy cơ cái sói lở trong cái đợt vừa rồi, thì sở đã báo cáo tỉnh và tỉnh đã đồng ý cho xử lý đó có hai cái tràn trên địa bàn huyện Lang Chánh và một số các đoạn trên các cái địa phương khác. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, toàn tỉnh có hơn 560 ngầm tràn, trong đó có 90 ngầm tràn đang hư hỏng, xuống cấp. Trong năm 2023, Thanh Hóa đã sửa chữa, thay thế trên 10 công trình hư hỏng nặng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ngầm tràn khác chưa được sửa chữa do chưa có kinh phí. Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại và hối hả, con người ngày càng có nhiều mối bận tâm và điều đó thì dẫn đến nhiều thay đổi về tâm sinh lý, đặc biệt là ở giới trẻ. Một trong những thay đổi có thể nhìn thấy rõ chính là quan niệm về hôn nhân và tình yêu. Nhiều người trẻ lựa chọn kết hôn muộn hoặc là độc thân, lười yêu, ngại cưới, thích độc thân thì đang dần trở thành xu hướng trong giới trẻ. Có một thực tế hiện nay, nhiều bạn trẻ không hứng thú với việc kết hôn. Mặc dù họ biết việc yên bề gia thất chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng có nhiều lý do khiến những người trẻ này trì hoãn lập gia đình. Thì phải lo nhiều thứ, ví dụ nhà có điều kiện thì có bố mẹ lo, mình thì bố mẹ mất sớm mất lâu rồi. Thế nên bây giờ gần như là công việc làm thì đủ gọi là chi hoạt sinh hoạt và chi tiêu hàng tháng, nói chung là để dư ra xong rồi lấy vợ là phải đám cưới đám xin các thứ, thành ra là gần như là đến đâu đến thôi. Chứ có mai mối rồi nhưng mà cũng không thành, thì bây giờ cũng chưa có là khá giả điều kiện kinh tế. Bây giờ mình cũng ngoài 30 tuổi rồi ấy, mình cũng gọi là công việc thì cũng tương đối rồi, cho nên là mình thấy rằng là cái việc yêu đương thì mình sẽ chờ đến khi nào mình gặp một cái người thực sự là mình cảm thấy hợp và hai người có cái sự kết nối với nhau và mình cảm thấy rằng là lúc đấy mình muốn kết hôn với người đó thì mình sẽ kết hôn. Em sợ gia đình nhà người ta kiểu khó xử ấy, kiểu không thích mình ấy. Với một số người, việc kết hôn là niềm vui, niềm hạnh phúc, nhưng cũng là nỗi sợ hãi ám ảnh với một nhóm người khác do những tổn thương trong quá khứ. Như trường hợp của người đàn ông này là một ví dụ. Dù đã bước sang độ tuổi trung niên, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng, thậm chí là còn có tâm lý sợ kết hôn. Thực ra thì lúc trẻ cũng có yêu vài ba mối tình rồi, cũng có yêu đắm đuối say mê lắm, nhưng mà cũng nhiều lần tính kết hôn nhưng mà do cái áp lực tài chính, mình còn trẻ thì mình chưa có tiền, mà trong khi kết hôn thì những người phụ nữ của mình, người ta cái nhu cầu về tiền bạc nó nhiều quá, nên là mình không đáp ứng được và đều tan vỡ trong cái đau khổ, cho nên là những cái tổn thương này nó kéo dài đến tận bây giờ, và đến bây giờ thì cũng chưa hẳn có điều kiện kinh tế đâu nhưng mà vẫn cứ sợ kết hôn, sợ yêu, bởi vì tổn thương lần nữa thì hết tuổi thanh xuân. Thực tế có nhiều yếu tố khiến ngày càng nhiều người có tâm lý ngại yêu, sợ kết hôn, bao gồm các yếu tố về tâm lý xã hội cũng như tâm lý sinh học. Các yếu tố xã hội như là tỷ lệ ly hôn tăng cao, có chứng kiến rất là nhiều cái cuộc đổ vỡ về hôn nhân hoặc là những cái thất bại về tình cảm. Từ đó dần dần hình thành cái niềm tin về không hạnh phúc về hôn nhân ở giới trẻ. Vấn đề thứ hai đó là cái việc mà họ quá tập trung vào bản thân. Tức là muốn xây dựng sự nghiệp, phát triển bản thân, vấn đề về gánh nặng về kinh tế tài chính sau khi kết hôn cũng làm ảnh hưởng đến cái tỷ lệ mà các bạn ý sợ kết hôn, vì là các bạn sẽ phải lo là thuê nhà, xây nhà, mua nhà hoặc là sinh con. Theo các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, những trường hợp né tránh hoặc chỉ nghe tới tình huống phải kết hôn đã thấy sợ hãi. Từ vấn đề này dẫn đến các vấn đề căng thẳng, buồn chán thì có thể bị mắc hội chứng sợ kết hôn. Đây cũng có thể là triệu chứng của một rối loạn tâm thần khác như trầm cảm, sợ bị từ chối, sợ bị bỏ rơi. Khi khai thác và khám thì thấy là các bạn có cái vấn đề rối loạn như vậy thì các bác sĩ sẽ tư vấn cái phương pháp điều trị thích hợp bao gồm cả liệu pháp hóa dược như là liệu pháp tâm lý để giúp các bạn ý giải quyết được vấn đề của mình. Các chuyên gia nhận định việc người trẻ ngại kết hôn là xu hướng chung của thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Có thể thấy người trẻ hiện có nhiều cơ hội được lựa chọn, nhưng cũng đi kèm với nhiều thách thức trong cuộc sống, kinh tế và cơ hội nghề nghiệp. Đáng lo hơn khi tình trạng người trẻ ngại kết hôn, sinh con sẽ còn tăng. Nhất là khi chúng ta có tư duy sống khác đi.
sự định hướng bản thân về tương lai khác, thì việc xem trọng đời mình phải yêu, yêu là phải cưới, hoặc cưới là phải có con sẽ giảm dần.